Đây nha, đây là cái i2C và đây là con mình có một cái, đây là cái dây để dò chạm nhá. Dây này nó là dây đặc biệt đấy, dò chạm đây 10A luôn. Thì cái dây này nó không phải là cái dây cấp nguồn đâu, mà là cái dây để chuyên để dò chạm thôi đấy. Đây là cái ổ USB 3.0 QC. Thì đây là cái dây mà lấy ra từ cái kẹp nguồn. Đấy. Anh em có thể lấy ra từ cái dây kẹp nguồn. Đây. Đây. Là con 6S. Đây thì mình kẹp cái dây 6P, 6S, 6P bằng chân nhau. Đây là chế độ bình thường. Đây máy chưa lên nguồn nha, bắt đầu bấm này. Đó. Thì cái đồng hồ nó sẽ nhảy sang chế độ. Đây. Anh em có thể nhìn thấy rõ. Đấy, nó đã nhảy sang cái chế độ đo. Máy lên nguồn bình thường. Thì đây là cái chỗ bên chế độ dò nguồn. Anh em có thể chuyển sang chế độ này. Đây. Đấy. Cái này nó tự động nhé, không 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 bấm, không giữ, không có phím gì cả. Đó, đây đây, đó ở đây, đây cái đồng hồ hiển thị ở bên này. Cái này mình set mặc định, cái này nó mặc định nhảy chế độ kia nó tự nó nhảy nhé. Đấy. Đây. Máy vẫn lên nguồn. Đó. Nó tự động.